để đo cái sự khôn ngoan của một con vật. Cái thước đo đơn sơ và dễ nhất, cũng như để đo lòng đạo đức của một con người, cũng cái thước đo đơn sơ và dễ nhất, đó là xem lòng biết ơn của cái con vật đó hay của người đó, và đặc biệt xem cách trả ơn của con vật hay của người đó. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, ông Zacharia, cha của ông Gioan, được tràn đầy thánh thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân người. Chúa đã gầy dựng cho chúng ta một uy quyền cứu độ trong nhà David là tôi tớ Chúa, như Chúa đã phán qua miệng các thánh nhân từ nghìn xưa là các tiên tri của Chúa, để giải phóng chúng ta khỏi quân thù và khỏi tay những người ghen ghét chúng ta, để tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta và nhớ lại lời giao ước của Người, lời minh ước mà Người tuyên thệ với Abraham, tổ phụ chúng ta, rằng Người cho chúng ta không còn sợ hãi sau khi thoát khỏi tay quân thù, được phục vụ trước tôn nhan Người trong thánh điện và công chính trọn đời chúng ta. Đó là lời Chúa. Ngợi khen Chúa. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, để đo cái sự khôn ngoan của một con vật, cái thước đo đơn sơ và dễ nhất, cũng như để đo lòng đạo đức của một con người, cũng cái thước đo đơn sơ và dễ nhất, đó là xem lòng biết ơn của cái con vật đó hay của người đó, và đặc biệt xem cách trả ơn của con vật hay của người đó. Vậy biết ơn và trả ơn có giống nhau không? Tôi tin là nó khác nhau. Chúng ta hôm nay ngày mùng 2 Tết, tại sao lại cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên, cha mẹ? Tại sao? Câu trả lời có rất duy nhất, đó là tại vì lòng biết ơn. Tôi ôn lại một chút để quý vị xem tục lệ ngàn xưa. Tục lệ của truyền thống Việt Nam, mùng 1, con cháu chúc tuổi ông, bà, cha, mẹ, cô, bác, chú, dì, anh, chị. Mùng 2, những người con rể đi chúc Tết gia đình bên vợ. Mùng 3, học trò chúc Tết các thầy giáo, cô giáo. Cho nên mới có câu, mùng 1, Tết mẹ, Tết cha, mùng 2, Tết vợ, mùng 3, Tết thầy. Nhưng mà sau công đồng Vatican thứ hai, Hội Giáo hội Việt Nam đã hội nhập với truyền thống tốt đẹp của văn hóa Á Châu trong 3 ngày Tết. Cho nên ngày mùng 1, thờ kính Thiên Chúa đi với chữ phúc. Mùng 2, kính nhớ ông bà tổ tiên và cầu cho những vị đang còn sinh thì, chứ không phải những người đã chết, cho nên đi với chữ thọ. Và mùng 3 là ngày mai, xin Chúa chúc lành và thánh hóa, công ăn việc làm, đi với chữ lộc. Quý vị thấy rất rõ, phúc, ơn phúc của Chúa, lộc là những lộc mình hưởng được và mình biết ơn để mình đền đáp. Nhưng mà để đền đáp điều đó, chúng ta cầu xin cho các đấng mà chúng ta thọ ơn được thọ trước tôn nhan Chúa nếu đã đi sang thế giới bên kia, và được thọ nếu đang còn ở trần gian này. Rồi cuối cùng ngày mai mới xin Chúa thánh hóa, công ăn việc làm, chúc lành để chúng ta có lộc. Tôi mượn một câu chuyện ngắn sau đây, trích nhà xuất bản Loan Nguyễn đăng vào ngày 20 tháng 10.
năm ngoái, năm 21, để xem. Bởi vì tôi sẽ nói mình phải biết ơn ai và biết ơn cái gì. Chút nữa mình nói, nó rất ngắn gọn. Nhưng hãy xem là cách người Nhật trân trọng lòng biết ơn ra sao. Đây là lá thơ hay là một lời tự kỷ, một cuốn nhật ký của một cô gái miền Bắc, một nhà văn hay một nhà giáo, nhưng mà viết rất đơn sơ và rất hay. Viết gửi cho mẹ nha. Khi con đi học xa nhà, mẹ tuy không học chữ nhưng đã cố gắng viết cho con mấy dòng rất ngắn ngủi. Nét chữ của mẹ run rẩy và to như trẻ con học mẫu giáo tập viết vậy. Vậy mà con mãi chẳng thể nào quên được những gì mẹ viết cho con năm đó. Mẹ viết rằng, con ơi, mẹ ít học hơn con nhiều, nên mẹ tin con sẽ hiểu đời nhiều hơn mẹ hiểu. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều mà thôi. Ăn một miếng của ai, con tạc ân vào dạ. Học một chữ ở đời, con xem nặng nhẹ bao nhiêu. Lá thơ chỉ vỏn vẹn có vậy. Thưa mẹ, con đã thật sự xúc động đến bật khóc khi đọc những lời dặn dò của mẹ, và con hứa sẽ tâm niệm điều đó suốt cả cuộc đời để nó trở thành lẽ sống của con. Sau khi học xong, con đi tìm việc làm, mẹ biết không, ở xã hội ngày nay rất khó. Khi phỏng vấn để xin công việc làm ăn ở một công ty Nhật Bản cùng với 30 người nữa, con biết rồi, chắc con thua, vì con không giỏi vi tính, con càng không giỏi ngoại ngữ, con càng không biết Nhật ngữ như những người kia. Xong, mẹ biết không, ai được chọn? Một mình con được chọn. Mẹ có biết ban phỏng vấn gồm 3 người hỏi con điều gì không? Họ không hỏi bởi vì hồ sơ con nộp họ đã đọc rồi. Họ chỉ hỏi, bạn có câu nói nào và câu nói đó của ai đã gây ấn tượng và có tác động thật mạnh trên đời sống của bạn, nói cho chúng tôi nghe. Lúc đó, con không do dự vì con đã thuộc lòng. Con đã nói lại lời mẹ căn dặn, ăn một miếng của ai, hãy tạc ân vào dạ, tức là ghi ơn vào lòng. Học một chữ ở đời, con hãy cân nó xem nặng nhẹ bao nhiêu. Người Nhật nói với con rằng, vi tính, ngoại ngữ cần lấy, nhưng chúng tôi có thể gửi bạn đi học trong vài tháng. Nhưng chúng tôi không thể gửi bạn đi học để có lòng biết ơn. Chúng tôi cần hợp tác với những người nặng tấm lòng biết ơn và biết chắc rằng người đó đã biết cách tuyển lựa trong những gì họ thu thập để chọn cái gì tốt cho mình, chứ không phải bà gì cũng học. Thế là cái cô đó được chọn. Mẹ ơi, chính mẹ đã để phúc cho con đó. Còn dài lắm, tôi không có đọc hết đâu, tôi đọc nhiều đó thôi. Sau này trong đời sống hôn nhân cũng nhờ bà mẹ khuyên mà giữ được hạnh phúc gia đình, vân vân. Ai muốn đọc câu chuyện đó hãy lên cái trang của nhà xuất bản Loan Nguyễn, 20 tháng 10 năm 21. Tôi trở lại vấn đề. Trả ơn và biết ơn có giống nhau không? Mình đi vượt biên sắp chết đuối trên biển, có người cứu sống. Ơn mà họ ban cho tôi là sự sống, làm sao tôi trả được? Không thể lấy tiền mà đáp, không thể có lấy gì mà đền ơn. Trả ơn là hành động diễn tả tâm tình của người biết ơn, tức là cách thể hiện, là hành động diễn tả, cho nên nó chỉ biểu tượng cho một thực tại sâu xa hơn nhiều, mà cái cách biểu hiện có thể rất nghèo nàn, không thể nào diễn tả hết. Ví dụ, mình tặng cho ai đó một cánh hồng. Cánh hồng là để diễn tả tình yêu. Cánh hồng rồi sẽ héo đi. Như vậy, cánh hồng chỉ là một hình ảnh nghèo nàn thôi so với tình yêu thực tại ở đằng sau nó.
Trong ý nghĩa hành động trả ơn chỉ là để diễn tả lòng biết ơn thì phương tiện diễn tả không thể nào bộc lộ hết tình cảm. Mà làm ơn nó khác với cho vay nợ. Cho vay nợ thì đòi lại, làm ơn thì cho không. Nếu người làm ơn không đòi trả, thì trả ơn chỉ cần thiết để chứng minh rằng mình biết ơn người đó. Vậy, hành động chúng ta cầu nguyện cho những đấng đã sinh thành dưỡng dục, gồm có ông bà, tổ tiên, nội ngoại, cha mẹ. Không phải chỉ có những đấng tôi nói đã đi rồi sang thế giới bên kia, cả những đấng đang còn ở với mình. Vậy chúng ta trả ơn cách nào? Giờ chúng ta theo truyền thống Công giáo, chúng ta cầu nguyện dâng thánh lễ tốt thôi. Nhưng chúng ta dâng cách nào? Theo tôi, cách trả ơn là cách diễn tả tình yêu, chứ không phải cách để diễn tả tôi có hiếu thảo với cha mẹ để người khác thấy. Cũng không phải tôi làm giống như để trả nợ. Hai điều đó chả có giá trị gì. Cho nên, ý tôi muốn nói hồi nãy đối với quý ông bà, tôi cho một ví dụ. Lúc tôi nghèo, có người giúp tôi mấy nghìn đồng để tôi ăn học. Khi tôi học thành tài, tôi có thể trả ơn lại số tiền lớn gấp mấy. Nhưng nếu lúc đó không có vài nghìn đồng kia, đời tôi chắc sẽ rẽ sang một ngã khác. Cho nên muốn món tiền đó giúp tôi trong mấy năm ngắn ngủi, nhưng sự giàu có về kiến thức là cho tôi có được một địa vị trong xã hội, làm sao tôi trả? Vì thế, trả ơn có thể là xong, nhưng biết ơn thì mãi mãi không xong. Cho nên, hành động cầu nguyện cho các đấng đã có công ơn trong cuộc đời mình, thì lòng biết ơn không cho chúng ta dừng chân. Chúng ta có thể trả ơn lúc này, lúc khác, dịp này, dịp khác, nhưng trong lòng biết ơn, xin hãy bắt chước con chó, chưa bao giờ nó mất ơn chủ của nó. Không có con chó nào phản chủ. Có người nghĩ rằng trả ơn đi cho là xong, không cần biết đến ơn nữa. Cổ nhân nói đó là một tâm hồn nghèo nàn nhất. Không biết ơn thì không làm cho cái người mà ban ơn cho mình thiệt thòi, nhất là Thiên Chúa. Nhưng mình tỏ lòng không muốn biết ơn, chứng tỏ rằng mình hẹp hòi, thiếu đại lượng và thiếu đạo đức. Cho nên, trong cuộc đời, ai là người chúng ta phải mang ơn? Chắc chắn câu trả lời đầu tiên, đấng đã tạo nên ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình, tức là Thiên Chúa. Rồi kế đến là những người mà nhờ đó mình có cuộc sống hôm nay. Nói vậy, ai cũng hiểu. Nhưng thế nào là để trả ơn Chúa? Tôi trả ơn bằng cách tôi trân trọng món quà Chúa trao cho tôi, là thân xác, là cuộc sống này. Giống như mình cho em bé cái gì mà nó trân trọng thì làm mình rất hài lòng. Còn nó không, nó vất đi, chắc mình buồn lắm. Em bé cầm cái vật mình cho, quý báu, chơi vui, đó là lòng biết ơn và làm cho người cho rất hài lòng. Cho nên tất cả những gì chúng ta đang có, hiện hữu, cả vũ trụ này nữa, cả mọi người chung quanh đều đến từ Chúa. Cho nên những liên hệ giữa vũ trụ và con người và giữa con người với nhau là một hòa điệu Thiên Chúa xếp đặt để con người tham gia vào chương trình cứu độ của người. Mọi sự tôi nhận từ Chúa, mọi sự tôi có từ tha nhân, mà tha nhân cũng là từ Chúa. Cho nên lòng biết ơn của tôi đối với Chúa cũng thể hiện qua lòng biết ơn đối với tha nhân, mà gần gũi trực tiếp nhất là ông bà,
tổ tiên, nội ngoại, cha mẹ. Trong cái ngày mùng 2 này, chúng ta đến trước bàn nhang Thánh Chúa đây. Chúng ta dâng linh hồn của những người đại ân nhân của chúng ta. Đặc biệt, hãy cầu cho những vị còn đang sinh thời đây. Hãy tỏ lòng biết ơn lúc các ngài còn sống. Lời nguyện hôm nay, tôi mượn lời nguyện của cha trọng tước. Lạy Chúa, từ tấm thân con chẳng có gì. Thì xin cho con hãy rộng lượng cho đi. Và đặc biệt, có tấm lòng biết ơn. Xin Chúa nhắc nhở con, để biết ơn Chúa, con cũng phải biết ơn người khác. Và nên nhớ rằng, lạy Chúa xin dạy con luôn luôn, biết ơn người khác cũng là biết ơn Chúa. Như vậy, cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên, cha mẹ, nội ngoại, cũng là cầu nguyện cho chính mình. Để làm sao mình có thể hãnh diện, không phải là khoe khoang với Chúa, nhưng hãnh diện với chính mình rằng, lạy Chúa, con đang cần ơn Chúa, để con có lòng biết ơn. Vì lòng biết ơn nó nói lên, con đang là con cái ngoan của Chúa. Chúa ơi, Ngài đã biết lòng con yếu đuối. Bao phen con làm ngơ với Ngài, giữa dòng đời đầy trông gai, con bơ vơ lạc lõng nơi con đường dài. Chúa ơi, để con nhận ra tiếng Ngài. Rồi từ đây Ngài cất tiếng mời gọi, mời gọi con khám phá cuộc đời mình giữa muôn trùng sóng gió của cuộc đời, nhận ra Chúa là tâm điểm đời con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa đã đến giữa đời con. Chúa ơi, cuộc đời con xin trao về Ngài, ngay khi vui hay khi thất bại, giữa dòng đời đầy bon chen, xin cho con nhận ra tiếng Chúa. Chúa ơi, sống giữa cuộc đời này.